Chào mọi người nha. Trong thời gian qua thì mình có làm một vài cái video về kiếm tiền TikTok Mỹ và được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Kèm theo đó thì mọi người cũng có nhắn tin cho mình và hỏi rất nhiều thứ liên quan tới TikTok Mỹ. Đặc biệt là có rất nhiều câu hỏi về việc là cách edit video để lách bản quyền TikTok Mỹ mà tỷ lệ thành công cao á mọi người. Hôm nay mình sẽ lên cho mọi người một cái video ngắn để hướng dẫn mọi người cách edit cơ bản mà mình hay làm để lách bản quyền nha. Về thuật toán TikTok đó, nó thay đổi liên tục và cũng còn tùy vào cái tổ TikTok cái độ nữa mọi người. Cho nên là anh em cứ từ cái tư duy mà edit cơ bản của mình á, mình phát triển thêm và mình mày mò thêm ra để mình tạo được cái bộ nguyên tắc mà edit riêng cho video của mình nha. Bây giờ mọi người cùng xem hết video và thực hiện của mình nha. Đầu tiên thì mình cũng chia sẻ một cái mà chắc những anh em làm reup thì ai cũng biết nhưng mà mình vẫn nói, đó là cái nguồn nội dung mà mình là reup thì lấy ở đâu, cứ ở đâu có video là mình lấy thôi. YouTube nè, Facebook nè, Instagram nè, TikTok Trung Quốc nè, hay gọi là Douyin nè, vân vân, đúng không? Chủ yếu là mọi người nghiên cứu và tìm ra được cái ngách nội dung hay, chứ còn video thì đầy nha. Sau khi có nội dung rồi thì bước tiếp theo sẽ là edit video, và các phần mềm edit video phổ biến hiện nay á là có như là KineMaster này, Premiere Pro này, Camtasia này, hoặc là CapCut này. CapCut thì có PC hoặc là điện thoại mọi người. Với mình thì mình sẽ hướng dẫn mọi người edit video bằng CapCut nha, bởi vì với mình nó tiện và nó rất dễ sử dụng nữa. Và với video TikTok á thì mình edit bằng điện thoại luôn nha mọi người, chứ mình không có dùng CapCut PC tại vì làm nó cực. Trước khi đi vào edit á thì mọi người ai cần fake IP bằng HMA VPN thì có thể liên hệ mình nha, mình sẽ hỗ trợ tận tình nha. Đầu tiên là mình đã nhập vào CapCut điện thoại và mình bấm vào dự án mới ha. Bấm vào. Đây là cái video mình đã tải sẵn để mình làm mẫu cho mọi người ha. Bấm vào đây. Thêm theo quy trình của mình thì bước 1 mình sẽ chỉnh tốc độ, thì mình kích vào trong cái phần video luôn đó, nó hiện cho tốc độ rồi mọi người bấm vào. Thì bình thường á là mọi người edit á, mọi người bấm vào chữ bình thường nè, mọi người kéo lên là 1.1, 1.2, 1.3 rồi đúng không? Thì như vậy á nó dễ đụng hàng lắm mọi người, nó dễ trùng lập và nó dễ dính bản quyền, là vì vậy á ai cũng làm mà. Mình sẽ chỉ cho mọi người cách hay hơn nha. Mọi người bấm vào tốc độ xong á, mọi người bấm vào chữ uốn cong nè đó, mọi người bấm vào cái tùy chỉnh nè, bấm vào, bấm chỉnh sửa nha. Những cái cục đen đen này là những cái nơi mà mình sẽ chỉnh tốc độ cả cái clip, mọi người hiểu không? Thì ví dụ như đoạn đen ở đầu tiên mình sẽ cho nó là 1.1, mình kéo qua cái lại được không? Mình kéo nó về gần hơn, mình cho nó 1.1 đi đó. Rồi cái đoạn đen tiếp theo mình cho nó lên 1.2, rồi cái đoạn đen tiếp theo mình cho nó lên 1.6. rồi bây giờ mình để cái cục qua, mình lại thêm nhịp vô đây, đoạn đây mình sẽ thêm nó là 1.2 chẳng hạn. Rồi mình bấm dấu V đây thì mọi người thấy á, là cái tốc độ nó thay đổi liên tục, 1.1, 1.3, 1.5, 1.2, 1.7 đó. Thì mỗi người mỗi kiểu và các bạn còn thêm nhịp vô nhiều chỗ nữa thì đâu có ai đụng ai đâu, đúng chưa? Vì tốc độ là đã tránh nhau được một mớ rồi đó, đúng không? Rồi mình bấm vào V đây, được chưa? Rồi bước số 2 là mình sẽ chỉnh kích thước. Với kích thước thì mọi người bấm vào trên cái màn hình luôn, và mọi người muốn kéo to kéo nhỏ gì tùy, nó sẽ dùm bự ra, kéo qua trái, kéo qua phải thì tùy, đúng không? Nhưng mà mình á, thì mình hay zoom nhỏ lại nè mọi người đó. Rồi làm gì nữa, mình sẽ cho nó cái bản vẽ, mọi người bấm cái mũi tên bên trái này, bấm ra ngoài, rồi mọi người kéo qua bên trái thay bản vẽ, mình bấm vào bản vẽ, mình bấm vào chữ M, mình chọn này, chọn ba cái này, chọn cái nào cũng được đó. Rồi bấm nút V thì video của mình nó ở giữa, nó sẽ có cái video mình và xung quanh nó sẽ có cái viền M, thấy không? Đây cũng là một cách khá hay nha mọi người. Mọi người nói lại nha, bước số 3 là mọi người sẽ chỉnh màu cho nó. Thì để chỉnh màu thì mọi người bấm vào video nha, sau đó mọi người kéo qua phải, kéo qua đến khi nào thấy chữ tùy chỉnh này người bấm vào đó. Thì bây giờ cứ cái độ sáng này mọi người tăng lên hay giảm xuống gì đó, được chưa? Tăng lên rồi tương phản mọi người giảm xuống, âm 9, âm 10 hay 10 đó, độ hòa mọi người tăng lên. Nói chung cái này là mỗi người tự tìm cho mình cái nguyên tắc phù hợp với mình nha. Thì miễn sao cái video mình nó không có quá xấu là được, nó vẫn còn coi và ok là được nha mọi người. Sau khi điều chỉnh xong thì mình bấm vào dấu V đây. Rồi tới bước số 4, bước số 4 là trích xuất âm thanh. Mình bấm vào video và cũng kéo sang phải, kéo 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 kéo. Rồi đây trích xuất âm thanh này, bấm vào. Sau đó mọi người bấm vào cái âm thanh, rồi thì mọi người thấy cái làm mờ đấy không? Bấm vào cái làm mờ này, đó mình cho hiệu ứng là rõ dần này, hoặc là mờ dần gì đó. Sau đó bấm V, hoặc là nếu video có giọng nói thì mọi người bấm vào hiệu ứng giọng nói này. Sau rồi mình sẽ chỉnh là deep 2 đó, tùy vào cái giọng nói, miễn sao nghe ok là được rồi, được chưa? Sau đó bấm V ở đây. Một bước này nữa cực kỳ quan trọng nha. Rồi đến bước cuối cùng và mình nghĩ là bước quan trọng nhất, cho nên mình sẽ nói sau cùng á, thì đó là thêm lớp phủ. Thì để thêm lớp phủ á, thì mọi người bấm vào mũi tên sang trái này, đó nó có chữ lớp phủ, mọi người bấm vào. Sau đó mọi người bấm thêm lớp phủ. Mọi người để ý là trên TikTok nó hay có những cái đoạn đầu là mấy cái con sông, con suối, nước chảy đó đúng không? Đó là lớp phủ là cái đó đó. Thì mình có chọn một cái hình lớp phủ là một cái biển gì đó đây. Mình bấm vào đây. Rồi mình bấm thêm. Bây giờ mình chỉ zoom cho nó to hết màn hình ra. Rồi mình sẽ giảm cái độ mờ của nó lại. Thì mình bấm vào lớp phủ. Mọi người bấm vào cái hòa trộn này.
sau rồi bấm vào làm sáng này, sau đó mọi người kéo về 10 hay 15 gì đó, miễn sao mà cái video mình nó hiện rõ là được nha. Sau đó bấm V. Tiếp theo mọi người nhớ kiểm tra cái đoạn lớp phủ nha, mọi người kéo lại cho bằng cái video chính chứ không mà nó dài đoạn sau thấy lớp phủ không thấy video nữa nè, mọi người kéo ra đó, nó dư một khúc này thấy không, ui da nó dư quá nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái đường thẳng màu trắng này bằng với cái đoạn video của mình, sau đó mình bấm vào lớp phủ, bấm tắt, rồi sau đó bấm xóa. Đó là hai video đã bằng nhau này, thấy chưa, kích vào cái đoạn cuối xóa chưa cập kết luôn đi, rồi xong. Đó, như vậy là mình đã có một cái video edit đầy đủ và khác với bản chính của nó rồi mọi người. Thì bây giờ là xuất ra và đăng lên TikTok để xem có gì dính bản quyền không thì thôi nha. Xuất thì bấm dấu mũi tên ở trên đây, đó là nó xuất ra thôi, được chưa. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người những cái cách mà mình hay làm để edit video để lắp bản quyền TikTok Mỹ. Chúc mọi người thành công trên con đường TikTok Mỹ nhiều trong gai này nha. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ cho mình một like, một share và một subscribe để tiếp thêm động lực cho mình ra thêm các video nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào mọi người.